Trên phố hàng mã này rất là nhộn nhịp, màu sắc rất là rực rỡ. Thế với nhân tiện là mình mua một số thứ, các cái đồ trang trí trong gia đình ấy, mình mang sang bên kia, mình trang trí cho cái nhà của mình bên kia. Cái năm mà chúng ta sum họp và đầm ấm và quây quần bên gia đình, vì là một năm chúng ta vất vả và quây quần vất vả bươn ấn trải như thế, thì rất là mong đến có cái Tết để chúng ta có thể sum họp cùng với gia đình.